Xin chào tất cả mọi người, xin chào cả nhà mình. Hôm nay mình sẽ nấu là marble tofu cả nhà ơi. Gọi là thịt xào tàu hũ cả nhà. Đây, mình có thịt heo xay, củ hành. Mình cho củ hành vô cả nhà ơi, tại vì mình thường thích ăn củ hành vô và tàu hũ. Mình lấy tàu hũ loại mềm cả nhà ơi, loại mềm. Và đây, muối, tiêu. Mình không có đây cả nhà à, đây là sốt của Nhật mirin cả nhà, hơi ngọt ngọt. Còn đây là này dầu hào cả nhà. Rồi mình cho thêm một chút tương này vô. Mình sẽ cho bột bắp vô cả nhà, bột bắp vô cho nó đặc lại. Thôi mình bắt đầu nấu cả nhà ơi, cùng nấu với mình nha. Hay cả nhà ơi, bây giờ Thủy sẽ cho dầu vô cả nhà. Thủy cho 3 muỗng dầu ăn. Thủy sẽ xào củ hành cả nhà ơi. Hành này có thể có 3 muỗng dầu ăn nha cả nhà. Còn bây giờ mình sẽ xào củ hành. Xào củ hành cho lưỡi nhỏ, cho chín thật chín và mà cả nhà ơi, đây hành của mình chín rồi cả nhà. Bây giờ mình cho thịt vô xào nha cả nhà. Nhà mình 6 người cho nên là mình cho cả ký thịt xay á cả nhà. Sẽ cho một muỗng đường nha cả nhà, một muỗng đường, nửa muỗng muối, nửa muỗng canh muối và tiêu. Đó. Đường, muối và tiêu nha cả nhà. Làm xào 3 muỗng sốt phở nha cả nhà, tại thịt của Thủy nhiều quá. Và Thủy sẽ cho dầu hào cả nhà. À, là Thủy sẽ cho 3 muỗng dầu hào. Thủy sẽ cho một muỗng tương này nè cả nhà. Tương Thủy cũng không biết nó kêu bằng gì nữa, tương của người Hoa cả nhà. Này, nó dạng giống như tương hồ quá cả nhà. Một muỗng và một muỗng nước dầu. Thủy sẽ cho hai muỗng dầu mirin vô cả nhà. Ô mùi lên thơm quá. Thì trộn lên, thì xào trộn lên. Xong phải cho một muỗng sốt này vào cả nhà. Cái này là dầu mè cả nhà. Thủy sẽ cho 2 muỗng dầu mè nha cả nhà. Hai muỗng dầu mè. Wow, thơm quá. Cái món này làm rất là nhanh cả nhà, làm rất là nhanh, là cho con nít ăn rất là tiện lợi. Có tàu hũ ăn rất là mát, tàu hũ thịt củ hành ăn rất là bổ dưỡng cả nhà, mà cũng tiện cho mình dễ nấu tiện.
nhanh lẹ. Thì sao cho một ly nước này dơ, tại vì phải cho nước dơ và Thủy làm sạch sạch, rồi Thủy sẽ cho tàu hũ vô nha cả nhà, để mình có nước chan với cơm. Bây giờ Thủy sẽ hặn lửa mạnh lên và để sôi lại, thì Thủy sẽ cho tàu hũ vào, cái bột bắp vào nha cả nhà. Tại vì Thủy không có bột năng thì Thủy sẽ cho bột mắt bắp vào cho nó sạch sạch lại, rồi Thủy sẽ cho bột tàu hũ vào. Tại vì tàu hũ của mình đó cả nhà rất là mềm, cho nên Thủy không có muốn quậy nó nhiều, thì Thủy sẽ cho tàu hũ vào sau nhất và Thủy sẽ cho hành vào cả nhà ơi. Đây, nó sạch sạch lại cả nhà, đây sạch sạch lại một chút vậy đó cả nhà. Đây cả nhà ơi, một thao tàu hũ của Thủy, Thủy sẽ cho tàu hũ vào nha cả nhà. Đó, một thao tàu hũ luôn. Tốt thôi cả nhà. Ngon cả nhà. Tại vì Thủy không có cái bịch sốt, tại vì ở bên Nhật á cả nhà mà nấu cái món này nó có sốt sẵn rồi cả nhà. Cả nhà chỉ xào thịt lên là có nguyên cái bịch sốt, sốt của nó bỏ vô là mình bỏ tàu hũ vô là xong. Còn bên đây Thủy không có mua. Cũng có đó, Thủy nghĩ là chợ châu Á có, nhưng mà chắc mắc lắm cả nhà, chắc 7 đô, 5-7 đô một bịch, cho nên Thủy tự làm sốt cho mình nấu luôn, đỡ tốn. Đây là một nồi tàu hũ xào thịt của mình, Mabo tofu mình đã làm xong, bây giờ bắt đầu ăn nha cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, Thủy nấu xong rồi, bây giờ ăn cả nhà ơi. Mabo tofu. Đây. Mabo tofu mời cả nhà nha. Và Thủy sẽ ăn với kim chi và dưa leo trộn cả nhà ơi. À, đây, Lily. Yummy. Lily yummy. Hot, nóng hơn không? I saw a sweet more bed little bit, baby. You have my room? Yeah, and another bell just fell. It's okay, hold it. Đây là daddy come home, daddy fix it. I said it's okay, eat it con. Ăn đi. Ngồi lên ăn một chút nữa daddy. I said, ngồi lên ăn. Ngồi ăn cả nhà. Nóng hơn không? Tỏi đi con. Mr. Nail. Hỏi em, hỏi. Hỏi ra. Ồ, tàu hũ ngon. Nóng không con ha? Ờ, mày biết rồi. Mày hỏi cho. Nè con, nè hỏi ra. Nè, nè hả? Thôi vậy tự ăn. Đó, cả nhà ơi, đây, chị ăn cơm. Nhà cả nhà ơi, nấu xong rồi. Hôm nay nấu một món rất là nhanh lẹ gọn. Mời cả nhà. Được. Mời chị. Mời. Oh good. Mẹ gần nói có cái chùm mất thì nó tốt. Mời chị nè. This is like one of my favorite foods and then you haven't had it for such a long time. Mẹ hả? Nó nói cái món này nó yêu thích lắm, nhưng mà lâu quá thì không có nấu. Lâu lắm rồi thì mới nấu món này cả nhà. Hay nấu món Việt Nam. Này ngon. Đi ghế. Đi đi đi. Go with your eye. What giving you eye? Đi rửa mắt đi. Đi rửa mắt. Đi wash your eye, go and back bathroom, wash your eye. Cô đây cô hàng xin mình nè. Dạ bác.
Cho nên ngồi cả nhà con gái mình tự làm. Mua dưa leo của cả nhà, dưa leo của Nhật có nhỏ nhỏ không có gột về, cái mình rửa xong mình bóp muối mình đập ra, mình cắt ra, cái mình trộn với kim chi, cho chút xíu muối vô và cho một chút dầu mè vào, cả nhà ăn rất là ngon. Mà cái món tàu hũ xào này, tàu hũ xào thịt này, mình không biết là nó xuất phát từ đâu nữa cả nhà. Nó xuất phát từ ở Trung Quốc hay là nó xuất từ ở Quốc hay là ở Nhật vậy cả nhà, mình cũng không biết. Chị Thư ghế nào? Được rồi. Ai? Tàu hũ ăn không rồi ạ? Chị ơi, ít thốt rồi. Trời ơi lười biếng vậy hả, bắt mẹ phải đút hả. Rồi ăn em. Good. Nice. Hi. Hi. Lily eats. Lily ăn cơm nào. And I'm going to put my glasses so I can see the foot from where I'm sitting. Oh, don't worry. Con nở hết trơn rồi đấy lại thật. Ok, xin chào, bye bye cả nhà nha. Bây giờ Thủy ăn gần xong, bây giờ Thủy sẽ lo cho Lily. Nếu cả nhà xem video thấy thích cho Thủy một share hay một like. Xin cảm ơn cả nhà nhiều, nhớ đăng ký và nhắn đăng ký cho Thủy nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà nha, bye bye. Bye bye.